trong kính đức cha Phêrô kính thưa cha tổng đại diện kính thưa tất cả quý cha và toàn thể cộng đoàn hôm nay trong thánh lễ truyền dầu này một thánh lễ lễ rất đặc biệt mà từ trước đến giờ chưa thấy diễn ra như vậy bao giờ nhưng có lẽ đây là dịp để chúng ta Nhìn về cái ý nghĩa sâu xa Của thánh lễ này Và mầu nhiệm hiệp thông Là điều cốt lõi Mà thánh lễ này Muốn mời gọi Và soi dẫn chúng ta Thánh lễ hôm nay đây là một cách bình thường các linh mục và những linh mục trong giáo phận để quy tụ quanh giám mục của mình để nói lên cái sự hiệp thông chặt chẽ trong lòng hội thánh hội thánh địa phương để xác định để ý thức hơn về cái ơn gọi thánh hiến của mình là được sức giàu để Trở nên tư tế của chúa, trở nên mục tử của chúa, trở nên những người loan báo tin mừng. đó là một sự hiệp thông rất quan trọng mà chúng ta được mời gọi để chú ý để sống trong cuộc sống của mình. nhưng sự hiệp thông ngày hôm nay có lẽ nó mang một cái tính linh thiêng hơn và nó siêu vượt lên trong những cái hình thức, những cái sự xung hợp bên ngoài có lẽ ở đây chỉ có chúng tôi cùng với đức cha phiêu cha tổng đại diện và một số cha ở trong tòa giám mục cơ sở đào tạo này nhưng mà tôi biết chắc rằng ngay lúc này các linh mục ở trong giáo phận của chúng ta cũng cách này cách khác đang hiệp thông để hướng về đây để cùng chia sẻ cái màu nhiệm hiệp thông để sống cái tâm tình hiệp thông. Chính ở nơi đây ta để lắng nghe lời Chúa. Chúng ta nhớ rằng ngày xưa vào ngày thứ năm tuần thánh này, Chúa Giêsu đã thiết lập chức linh mục để thông ban cho chúng ta cái bản chất cái quyền năng và sứ vụ tư tế mà mục tử của mình. Cái sự thông ban ấy không chỉ để cho chúng ta có một cái quyền chức đặc biệt. Nhưng mà hơn tất cả những điều đó, Ngài mời gọi chúng ta đi vào trong một cái sự hiệp thông, một sự hiệp thông không chỉ là một sự hiệp thông phẩm trật có trên có dưới, có người này thuộc về người kia người này có quyền trên người kia. Nhưng đúng hơn, đây là một sự phẩm trật, một cái sự hiệp thông ở trong cái tương giao và trong tình yêu, trong cái sứ mạng phải loan báo tin mừng mà Chúa Giêsu muốn chia sẻ với chúng ta và Ngài mời gọi chúng ta đi vào cái con đường sống sự hiệp thông đó một cách tốt đẹp hơn. Bài đọc thứ nhất trích trong sách Ngôn Sứ Isaiah và cả tin mừng theo thánh Luca cũng lặp lại một phần lớn cái sứ điệp ấy nói lên rằng Đức Kitô, Isaiah hay tất cả chúng ta cách riêng những linh mục là những người ý thức rằng mình được Chúa sức giàu tấn phong để sai chúng ta đi ra loan báo tin mừng. Đó là ơn gọi và là sứ mạng rất cao cả. Chúng ta được thành sức giàu người được sức giàu để được sai đi là một Kitô khác là một hiện thân của Đức Kitô cái điều quan trọng không phải để chúng ta có một cái danh vị cao hơn được ưu đãi hơn quan trọng hơn nhưng là để chúng ta sống và chia sẻ cái sứ mạng của Đức Kitô ngài là đứng rao giảng tin mừng ngài đã ra đi đi từ trời xuống thế và đi đó đây để loan báo tin mừng và ngài không chỉ loan báo bằng người miệng không chỉ nói những sứ điệp của tin mừng mà ngài còn là chính tin mừng được ban cho trần gian ngài đã sống cái điều ngài rao giảng và ngài đã mời gọi nối kết và thánh hiến các linh mục của chúa hôm nay để chia sẻ cái sứ mạng loan báo tin mừng cho mọi người cái điều quan trọng ấy ngày hôm nay là chúng ta được mời gọi để ý thức và sống cái tính thuộc về của chúng ta chúng ta thuộc về Đức Kitô thuộc về Giáo Hội thuộc về Giáo phận của mình thuộc về giám mục của mình à, nhưng mà chúng ta còn thuộc về những người mà mình được trao phó cho được à, mời gọi phục vụ nữa cái tính thuộc về đó lẽ ngày hôm nay nó cần phải được làm nổi bật lên cần được sống một cách uh, ý thức trân trọng và đầy đủ hơn chúng ta thấy cái tính thuộc về các linh mục với giám mục ngày hôm nay xem ra uh, nó nhẹ nhàng nhưng mà các linh mục các cha xứ phải ở tại chỗ xứ của mình phải ở trong nhà xứ của mình ở bên cạnh giáo dân của mình Bên cạnh những người mà mình được Và trao phó cho cái sứ mạng phục vụ ấy Để làm gì Nếu không phải là để mình sống cái ý thức thuộc về của mình Sống cái sứ mạng mình làm mục tử của dân chúa Mục tử của dân chúa không phải để ở trên dân chúa Mà là mục tử dân chúa để ở giữa dân chúa Để phục vụ dân chúa Và ý thức rằng mình thuộc về dân chúa Trong cái trách nhiệm mà mình phải chăm lo cho nhất là phần linh hồn của dân chúa cái điều quan trọng ấy ngày hôm nay lại trong những ngày uh, Phải cách ly như thế này chúng tôi suy nghĩ cầu nguyện và cảm nhận nhiều hơn cái tính thuộc về của mình tôi thuộc về anh em linh mục linh mục đoàn của giáo phận này tôi cảm thấy mình có trách nhiệm đối với anh em rất nhiều và chia sẻ cái trách nhiệm của anh em đối với cộng đoàn dân chúa ở trong lãnh địa của giáo phận Phú Cường này. Để chúng ta không chỉ nhìn đến hơn 160.000 tín hữu trong giáo phận Phú Cường mà còn con số lớn bởi vì đó chỉ khoảng 4-5% thôi, còn 95% nữa những người ở trong lãnh địa giáo phận Phú Cường này chúng ta cũng có trách nhiệm và nhất là trong cơn đại dịch Covid-19 này chúng ta càng cảm thấy cái tính liên đới, sự hiệp thông và cái tính tầng trách nhiệm của mình nó phải lớn hơn, nó phải rộng hơn và nó phải sống động hơn để cho cái vai trò hiệp thông của chúng ta, cái tính hiệp thông, cái tính thuộc về của chúng ta nó được thể hiện một cách đúng đắn hơn. Chúng tôi đã trân trọng gửi đến cho các linh mục, tất cả các linh mục trong giáo phận của chúng ta cái bức tâm thư tất cả những tâm tình những thao thức những khát vọng của tôi gửi đến cho các anh em mong các anh em đón nhận và sống với những cái sứ mạng ơn gọi cao quý mà Chúa đã thương ban cho chúng ta để tình hiệp thông để sứ mạng hiệp thông của chúng ta ở trong lòng giáo hội cùng với Đức Kitô nó sẽ được thể hiện một cách tốt đẹp trong thánh lễ truyền dầu này ta sẽ à, thánh hiến và làm phép dầu thánh hiến dầu thánh và làm phép dầu bệnh nhân cũng như dầu dự tòng tất cả những điều đó nó nhằm để góp phần phục vụ cho cái sứ mạng à, là tư tế và là mục tử của chúng ta à, được ta sẽ được thánh hiến nhờ dầu thánh được sức để ban thánh thần cho chúng ta để chúng ta trở thành linh mục của Chúa để trở thành những ki tô hữu và trở thành những chứng nhân của Chúa chúng ta được mời gọi để sống cái sứ mạng đó trong cuộc sống hàng ngày và sức giàu bệnh nhân cũng như giàu dự tòng đó là những giàu để nâng đỡ để đưa chúng ta vào trong đời sống của người ki tô hữu và nâng đỡ chúng ta trong những lúc yếu đau bệnh tật chúng tôi cùng với tất cả anh chị em tham dự thánh lễ này cử hành cái mầu nhiệm hiệp thông này xin chúa nối kết tất cả chúng ta lại trong sự hiệp thông yêu thương mà đức kitô đã mở ra cho chúng ta và chớ gì sự hiệp thông đó cũng nuôi dưỡng chúng ta hướng dẫn chúng ta và thúc đẩy chúng ta sống ơn gọi và sứ mạng của mình một cách tốt đẹp nhất theo như lòng thiên chúa ước mong và theo như niềm khát mong của dân chúa của mọi con cái chúa uh, trong thế giới ngày hôm nay trong cơn dịch bệnh mà chúng ta đang phải đối diện amen